Rồi, đẹp lắm nào đâu nào. Ờ, đốt pháo đó nhỉ. Cô không cần pháo.
tắt điện nhá, tắt điện đâu. Thôi, tắt điện gì nữa. Bố mẹ mua tô đúng không? Có em nữa nhỉ? Đâu nhỉ? Có em nữa nhỉ? Nước bố mua ô tô đi khắp thế gian. Cầm cho bằng bà. Tôi đi rồi. Rồi gì nữa? Ông bà ơi. Mang ra cho ông bà. Không ăn đâu. Mẹ ơi, đây sắp hết là bánh ngọt à. Bác bảo ơi. Châm lấy hết. Bây giờ cho cái thẻ này đi về mà ấy này. Xúc đây. Xúc đất. Xúc chồng ấy nhỉ. Châm kìa, khi nào bỏ kìa, sao lại không thế. Trồng hoa đỏ đỏ. Trồng hoa đỏ đỏ cực kỳ. Người ta sinh nhật của người ta cũng phải ăn một ít. Ăn một ít đi chứ này, ăn một ít đi chứ. Đúng kìa. Khiêm tốn lịch sự. Nào mọi người ăn nhá. Mọi người ăn. Ở nhà. Bánh này ngon. Nói chung bánh nào. Bánh này là vẫn là nhất. Tôi không thích ăn bánh. Bà ơi. Em ăn nhiều rồi đấy. Bỏ đã. Mẹ ơi. Ngồi ngoài đấy mà không biết cách đấy. Mẹ ơi. Cắm mặt vào điện thoại. Chết chứ. Quay quay để ăn bánh. Chịu rồi. 10.000. Sao mà em lấy của chị lúc nào thôi? Em bảo không ăn là không ăn, không ăn mà cũng sẽ ăn bánh kem. Bánh kem thì ngon. Bánh kem thì toàn cái này. Ngon không? Quay. Chú quay à? Đúng rồi. Chú quay em đờ bún rồi. Mới cầm nó cứ. Đâu ơi, con hồng miếng này, bánh sinh nhật con. À, kẹp phải không tốt đâu. Bánh này, cầm này. Sinh nhật con ăn một miếng đi, bánh sinh nhật con. Không ăn đừng có chạy ra lấy, đừng có khều lấy, cái đấy nó đang vuông. Ăn cùng con, ăn cùng con, không sợ không hết mẹ ạ. Vừa qua ăn hết thì sao mẹ ạ? Ăn đi, ăn được, ăn được, ăn. Chú ơi. Đâu ơi cái chanh heo này. Chú kìa. Thôi. Chú tắt đi nào. Đấy chú quay em bún mà. Thôi. Con này ăn luôn thì lên cao. Chú biết là bằng cơ.
nó được gọi thế thôi nhá.